theo các bạn thì tình trạng trầm cảm sau sinh kinh khủng như thế nào? Đặc biệt là một người vợ không được sự yêu thương và tôn trọng từ người chồng. Bộ phim hôm nay sẽ cho ta thấy điều đó. Ở cảnh mở đầu phim, ta gặp anh chàng triệu phú tên là Richie và người vợ của anh, Hunter. Họ thường ăn tối cùng những nhà triệu phú quyền lực khác. Cơ hội này là rất cần thiết để Richie phát triển mối quan hệ kinh doanh của mình. Công ty anh đã thu được rất nhiều lợi ích từ bọn họ. Cha mẹ anh cũng rất là tự hào về con trai mình. Sau khi bữa tối đó kết thúc, Richie với Hunter về nghỉ ngơi ở căn nhà to đùng mới mua tại khu nhà giàu New York. Dù cô có một cuộc sống rất là xa xỉ xa hoa nhưng thời gian hàng ngày của Hunter lại trôi qua một cách cực kỳ nhàm chán tẻ nhạt, không có gì thú vị trong cuộc sống. Cô cố tìm niềm vui trong nấu nướng, chơi game điện thoại và vẽ vời. Thực ra cô thấy cảm xúc của mình bị ức chế và rất cô đơn vì Richie toàn thờ ơ và vô tâm với cô. Một tối nọ, Hunter cố gắng nói chuyện tâm sự với người chồng Richie. Nhưng anh ta quá quan tâm tới các tin nhắn công việc nên không hề biết vợ mình cần quan tâm. Một vài ngày sau bữa tối đó, Hunter phát hiện ra mình đã mang thai và cô đi kể chuyện này với chồng mình. Anh rất vui vì một thành viên mới sắp có mặt trong gia đình này, để ăn mừng cho khoảnh khắc trọng đại này, vợ chồng quyết định ra ngoài ăn tối với cha mẹ của Richie. Trong bữa ăn đó, Hunter muốn kể về câu chuyện thừa bé của cô nhưng cha chồng đã cắt ngang chuyện đó rồi bàn về việc làm ăn của Richie. Hunter rất buồn bã và đau lòng. Cô chỉ biết nhìn chăm chăm vào những cục đá đang tan dần trong chiếc ly thủy tinh. Tâm trạng cô càng lúc càng tệ. Cô múc lấy một viên đá trong cái ly bỏ vô miệng rồi bắt đầu nhai nát nó. Làm cho mấy người kia khiếu trọ và thắc mắc cô đang bị gì thế. Ngày hôm sau, mẹ chồng của cô là Catherine đi vào phòng và tặng cô cuốn sách về trầm cảm sau sinh. Bảo rằng nó đã giúp bà ta trong lúc bà mang thai Richie. Catherine cũng nhân cơ hội đó để nói con dâu nên để tóc dài. Khi đó thì con dâu trông sẽ đẹp hơn nhiều. Richie cũng thích người phụ nữ có tóc dài lắm. Sau đó, khi Hunter đang đọc cuốn sách mẹ chồng đưa thì cô thấy một dòng chữ bảo hãy làm những điều không ai ngờ tới. Trong một khoảnh khắc thất thần, Hunter đi tới lấy một viên bi nhỏ trong hộp rồi bỏ mồm nuốt luôn. Và đáng ngạc nhiên là Hunter đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Chơi thuốc kiểu mới à? Tối hôm đó, Richie đi làm về và bất ngờ khi thấy vợ mình đang có tâm trạng rất tốt. Anh hỏi vì sao vợ mình lại vui vẻ như thế. Cô bảo là cô đã làm vài điều không ai ngờ tới và cô rất tự hào vì điều đó. Nhưng khi Richie hỏi sâu hơn về việc cô đã làm thì Hunter lại nói dối. Cô bảo đó là một quyết định khó khăn khi chọn tấm màn màu xanh dương. Sáng hôm sau, Richie chuẩn bị đi làm thì anh rất bực vì biết Hunter đã làm hư cái cà vạt bằng lụa của anh. Sau đó, Hunter đi nặng để thải ra viên bi cô đã nuốt trước đó. Rồi cô lấy găng tay để móc viên bi ra khỏi cất luôn. Tiếp theo, cô được mẹ chồng triệu hồi tới để nói chuyện với bà. Mẹ chồng Catherine thăm hỏi về công việc của Hunter trước khi cô cưới Richie. Cô bảo là mình đã làm việc trong ngành bán lẻ. Cụ thể là bán đồ vệ sinh cá nhân. Mộng Trẻ nghe thế thì bảo Hunter là một người phụ nữ rất là may mắn khi cưới được cu con Richie. Bà cũng hỏi là Hunter có thực sự hạnh phúc hay chỉ là bằng mặt không bằng lòng. Cô nói là mình thực sự rất hạnh phúc, nhưng cái mặt thì không hạnh phúc lắm. Một hôm nọ, khi đang dọn nhà thì Hunter lụm được một cây đinh ghim kẹt vào máy hút bụi. Và cô quyết định nuốt nó. Lúc đầu Hunter hơi lưỡng lự nhưng rồi cô cũng bỏ đinh ghim vào miệng luôn. Tất nhiên là bị đau lưỡi. Cô cố cưỡng lại ham muốn nuốt nó xuống. Nhưng rồi cô cũng chịu thua và thế là cô nuốt nó luôn. Cô cảm thấy rất là thoải mái. Tối hôm đó, Richie mang thêm vài người bạn về nhà. Hunter muốn ra hồ bơi chào hỏi họ nhưng cơn đau bụng do cái đinh ghim kia bỗng nhiên nặng hơn. Cô phải chạy vào trong phòng tắm rồi tống khứ cái đinh ghim ra. Kèm theo đó là khá nhiều máu đã dính lên nắp bồn cầu. May mắn là Hunter đã kịp lau dọn sạch sẽ trước khi Richie kịp biết chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, một người bạn của Richie chúc mẹ con Hunter khỏe mạnh. Nhưng bỗng nhiên anh ta lại mong muốn một cái ôm từ Hunter. Anh ta bảo mình cảm thấy cô đơn. Hunter cũng hơi lưỡng lự. Nhưng khi ôm anh ta thì cô biết mình mới chính là người thấy cô đơn. Thời gian trôi qua, cô càng lúc càng ham muốn nuốt những thứ không thể ăn được mà cô tìm ra trong nhà mình. Từ vật liệu kim loại, đến pin tiểu hay trang giấy. Dường như ăn mấy thứ đó làm cho Hunter như nghiện ngập. Tới mức cô không thể ngừng ăn bậy bạ được. Một hôm nọ, khi cô đang đi khám thai định kỳ, bác sĩ kiểm tra thấy có thứ bất thường trong bụng của Hunter. Cô liền được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ đã lấy ra rất nhiều thứ khác nhau mắc trong ruột của cô. Sau khi kiểm tra sâu hơn, bác sĩ chẩn đoán cô mắc chứng bệnh Bica.
một chứng rối loạn tâm lý khiến các bệnh nhân muốn ăn thứ không phải đồ ăn. Khi trở về nhà, Richie trông rất là bực tức và bối rối. Anh ta không hiểu vì sao vợ mình lại bị tình trạng như vậy. Hunter bảo cô không biết mình đang bị gì hết. Cô còn chưa từng nghe tới Bika trước đây mà. Kết thúc bằng một cuộc cãi vã. Richie với cha mẹ lo lắng cho sức khỏe của Hunter nên họ đã sắp xếp cho cô gặp một bác sĩ tâm lý. Lúc đầu họ nhất quyết muốn tham gia buổi điều trị. Nhưng bác sĩ Alice yêu cầu để cô nói chuyện riêng với Hunter. Trong cuộc trị liệu đó, Alice hỏi Hunter có cảm giác như thế nào khi cô nuốt những đồ vật đó. Cô bảo cô thích cảm giác khi bỏ những vật đó vào trong miệng. Sau đó, Richie thuê một ông chú râu rậm tên là Lui để trông chừng cô vợ của anh khi anh phải đi làm. Xui xẻo là điều đó chỉ làm cho Hunter căng thẳng thêm mà thôi. Nhiều ngày tiếp theo, Hunter rất khí chịu khi Lui cố gắng giúp đỡ cô trong nhà bếp. Hắn ta bắt đầu chỉ trích vấn đề tinh thần của cô. Bảo là nếu cô trải qua chuyện hắn từng gặp phải ở Syria thì mấy chuyện này chả là gì cả. Thậm chí hắn còn kiểm tra cơ thể cô trước khi cô đi nhà vệ sinh. Dù hắn ta đã rất cố gắng nhưng Hunter vẫn tìm được mấy đồ vật nhỏ rồi ăn để thỏa mãn ham muốn. Sau đó ta tới với buổi tiệc mừng sinh nhật của Richie. Một buổi tiệc hoành tráng tại căn nhà xa hoa. Ngay lúc đó, Hunter biết được là mọi người tham gia đều đã biết về chứng bệnh nuốt đồ của cô. Cô ra hỏi Richie, tự nhiên đi nói cho đám kia chi vậy. Nhưng hắn ta chửi lại cô. Bảo rằng đây là ngày đặc biệt của hắn và cô đừng làm hỏng nó. Má ghê, có ngày sinh nhật thôi mà. Một ngày chắc cả ngàn đứa sinh nhật cùng một lúc. Ghê dữ chưa? Tối hôm đó, khi cả hai đang giao hợp thì Hunter dừng hẳn luôn. Cô muốn Richie xin lỗi thì mới chịu giao hợp tiếp. Ở lần điều trị tâm lý tiếp theo, Hunter kể ra một trải nghiệm bí mật và cực kỳ kịch tính của cô. Cô bảo mình không được cha ruột nuôi dạy và chưa bao giờ gặp ông ta luôn. Nhưng có một tấm hình của ông. Cô cũng nói bản thân mình là kết quả khi mẹ cô bị ép buộc phải mang thai. Một ngày nọ, khi đang làm vườn thì Hunter bỗng nổi lên ham muốn ăn đất. Nhưng cô vẫn kìm chế được cái ham muốn đó. Nhưng khi đi rửa tay thì cô nghe thấy chồng mình nói chuyện điện thoại với bác sĩ tâm lý. Hunter nhận ra Richie đã đưa tiền cho bà kia để bà kể ra những bí mật mà Hunter nói. Bà ta đã nói hết mọi thứ mà Hunter kể trong lần trước, kể cả về mẹ của cô. Thế là cô lâm vào hoảng loạn. Khi thằng kia đi làm thì cô òa khóc nức nở. Sau một lúc, Lui đi vào kiểm tra Hunter và thấy cô đang nấm dưới gầm giường. Lui thấy có lỗi nên cũng chui xuống dưới rồi vỗ nhẹ lên vai Hunter. Thêm một chút an ủi và nhẹ lòng cho cô trong khoảng thời gian khó khăn này. Tối hôm đó, Hunter tỉnh dậy khỏi cơn mê và thấy Lui đang nằm gần sau lưng cô. Ham muốn nuốt đồ vật không ăn được của Hunter lại một lần nữa trỗi dậy. Cô bắt đầu mò tìm mọi thứ trong nhà, nhưng không thấy gì hết. Thế là cô lấy ra một cái thuốc Nervit rồi nuốt nó. Nhưng cái thuốc Nervit quá to nên Hunter bị mắc nghẹn. Hên là Lui đang ngủ nhưng vẫn nghe tiếng kêu cứu nên đã lao tới gọi 911 rồi đưa cô vào bệnh viện. May mắn là bác sĩ đã thành công lấy ra thứ đó mà không làm hại tới Hunter hay là thai nhi. Nằm viện vài hôm rồi Hunter được đưa về nhà. Xui xẻo cho cô là thằng Richie với cha mẹ nó hùa vào ép cô ký giấy đi vào bệnh viện tâm thần trong khoảng 7 tháng cho tới khi cô sinh con ra. Đương nhiên là cô rất không muốn nhưng thằng Richie đe dọa là nếu cô không ký thì hắn sẽ ly dị cô. Thế là cô không còn cách nào khác ngoài ký vào đó. Lui đứng gần đó thấy được hết và rất cảm thông cho Hunter. Ngày hôm sau, Hunter dọn hết đồ đạc chuẩn bị đi tới bệnh viện tâm thần. Nhưng ngay phút cuối thì cô bảo mình quên mang sạc điện thoại nên đã đi vào phòng lại. Ngạc nhiên là Lui cũng đi theo và ông cổ vũ cô hãy can đảm lên và chạy trốn đi. Hunter nghe theo và chạy ra ngoài. Khi cô đi mất dạng thì Lui bảo mấy người kia là cô đã trốn mất rồi. Cô đi quá giang tới một nhà nghỉ. Cúi xuống lấy một ít đất rồi mới đi vào phòng. Sau đó cô gọi điện cho chồng và thừa nhận cô mang thai là để cho anh vui. Và rằng họ tiến triển quá là nhanh. Richie nhẹ nhàng hơn với cô thuyết phục cô quay trở lại nhưng cô không chịu. Thế là hắn bắt đầu chửi rủa mắng nhiếc cô. Bảo cô là đồ vô dụng, ăn không ngồi rồi, không có kỹ năng làm bất cứ gì cả. Những thứ tồi tệ hắn có thể nghĩ ra. Hunter đập nát điện thoại rồi qua đêm ở nhà nghỉ đó luôn. Vừa coi TV vừa ăn đất. Ngày hôm sau, Hunter trả phòng nhà nghỉ rồi gọi điện cho mẹ để hỏi có thể ở cùng bà vài ngày không. Nhưng bà ấy không chịu. Bảo rằng người con gái còn lại đang ở cùng bà ta rồi. Giờ cô không còn nơi nào để đi nữa. Hunter quyết định đi nhờ xe tới nhà của ông cha ruột, William Irwin. Khi vào trong nhà, cô thấy ông ta đang tổ chức tiệc sinh nhật với gia đình và bạn bè ông. Hunter cũng tham gia và ông tưởng cô là mẹ đứa bạn của con mình.
Hunter bảo không phải rồi cô nói ra tên của mẹ mình. Ông ta nghe thế thì liền biết đó chính là đứa con gái của ông ta. Sau một lúc, họ cũng nói chuyện riêng. Hunter liền hỏi vì sao ông ta lại làm thế với mẹ cô. Ông ta thừa nhận làm như thế cho ông cảm giác quyền lực hơn. Nhưng sau khi dành vài năm trong tù, ông ta biết mình đã sai và rất là hối hận. Cuộc nói chuyện dần lâm ly, Bidat và William cũng xin lỗi Hunter. Cô hỏi là ông có thấy xấu hổ với cô không? Và liệu cô có giống ông ta không? William liền bảo không đâu, cô không giống ông ta và không phải chịu trách nhiệm cho những việc ở quá khứ. William nói cô hoàn toàn vô tội và không nên mang gánh nặng tội lỗi. Điều đó làm Hunter khóc rất nhiều. Sau khi tâm sự với William thì Hunter rất nhẹ lòng. Cô sẵn sàng bước tiếp một bước nữa. Cô đưa ra một quyết định khó khăn là phá thai. Cô tới một cơ sở y tế để được hướng dẫn điều trị. Hunter dùng bữa ở căn tin tòa án rồi uống thuốc. Cô vào nhà vệ sinh và phải chịu đau đớn từ việc phá thai. Sau khi mọi thứ hoàn tất, Hunter thấy một cảm giác nhẹ nhõm và tự do tràn ngập trong cô. Cô biết lựa chọn này không phải là điều dễ dàng, nhưng nó là điều cô cần làm ngay lúc này. Giờ cô đã tự do và sáng suốt hơn trước. Cô sẽ tìm một khởi đầu mới cho đời mình, bỏ lại đằng sau những đau đớn bất hạnh trong quá khứ.